Em và ảnh biết nhau qua đồng nghiệp giới thiệu và chỉ mới nhắn tin và gọi điện với nhau mà chưa hề gặp mặt. Mở ngoặc vì đúng dịp anh đi công tác xa đến cuối năm. Mình có nên tiếp tục nhắn tin và gọi điện mỗi ngày như vậy hay đợi ảnh về rồi tiếp tục tìm hiểu tiếp? Ảnh khá là tích cực à, ảnh luôn luôn chủ động liên lạc mỗi ngày. À, anh ta nhắn tin em vẫn có thể trả lời. Đây đây không phải, em ơi, đọc những cái sách anh khuyến khích các bạn á, học cho nó tới nơi tới chốn á, nghe một vài người chỉ, tức là có những cuốn sách viết rất là hay nhưng mà một số bạn đọc và đặc biệt các bạn tin á, đọc á, diễn giải theo một cái suy nghĩ không có được tròn theo ý của tác giả, rồi lại đi chỉ lại một đứa bạn mà cái đứa bạn kia lại là cái đứa mù tịt luôn, ok, thì nó bị lệch đi rất là nhiều. Ở đây khi một người đàn ông người ta nhắn tin cho mình có nên trả lời không? Câu trả lời này, nếu như em không trả lời ở một cái mức độ hợp lý thì nó sẽ làm cho người kia cảm giác bị coi thường, đúng không? Bây giờ người ta nhắn cho em giả sử như 10 tin mà em báo nhìn không trả lời, em báo nhìn không trả lời, thì anh ta sẽ cảm giác giống như là à, cô này có coi thường mình quá ta. Cho nên là em sẽ thấy rằng cái mối quan hệ nó sẽ bị hư một cách lãng xẹt và nó làm em sẽ bị đau. Nó ủa sao cho này nhắn tự nhiên 3 tháng là tự nhiên vậy, mà bây giờ em cũng chẳng biết là gì nữa, ông bạn mình nó chỉ. Nhưng mà vậy, nếu như một người phụ nữ và một người đàn ông đã có một cái quan hệ giả sử như 2 tháng đi, và người đàn ông nó biết rằng người phụ nữ này, ok, cô ta bận, giả sử như cô ta làm y tá, cô ta làm nurse, mà trong cái giờ cô ta làm mà mình nhắn tin cổ sẽ có thể không trả lời được, thì giả sử vậy thì người đàn ông nhắn tin trong cái giờ cô ta làm việc, cô ta có thể nhìn tin mà không trả lời và anh ta có thể không tới mức giận. Anh có sao ta nói anh ơi em đang bận em trả lời sau nghe hay gì đó, lâu lâu cô ta cho cái tin thì ông ta sẽ ok, thì trong cái tình huống đó thì lại không giận mặc dù cũng là nhìn tin mà không trả lời. Anh nói ra đây em thấy là nó không có cứng được, hành xử nó không có cứng, hành xử nó mềm, nó phụ thuộc vào cái trạng thái mối quan hệ, cái tình huống, nó phụ thuộc vào một số cái. Ở đây khi một người đàn ông chưa gặp em mà được giới thiệu thì thứ nhất là em phải nghĩ trong đầu nè, là cái người đàn ông này 99,99% là sẽ không có phải là cái người bạn trai của mình. Tại sao em nên nghĩ như vậy? Là vì nếu không em sẽ mong đợi tầm bậy đó. Nên nhớ, một người đàn ông chưa gặp là hoàn toàn chưa xác nhận được cảm giác rung động. Những cái sự giới thiệu chẳng qua chỉ là để cho tụi bay gặp nhau thôi, chứ không có cái gì khác ngoài đó. Không, giới thiệu không mang giá trị tình cảm nha. Một người này giới thiệu hai người với nhau không làm cho hai người đó yêu nhau thêm tí xíu nào hết trơn. Mà có tình cảm hay không, đó là có hay không. Ok, cái đó khách quan, sự rung động là khách quan, hoàn toàn không phải giới thiệu mà có. Cho nên anh nói vậy để em bắt đầu em đặt mình vào đúng cái trạng thái là để đàn ông đeo đuổi. Ok, thì em tả cũng có vẻ ok. Nhưng mà em lại đặt một cái câu hỏi mà anh hơi sợ là vì trong lòng em có vẻ như là rất muốn điều đó. Một khi em muốn nghĩa là mong đợi rồi, trong khi mối quan hệ hoàn toàn chưa có gì để mà muốn cả. Ok, nói vậy để em cảnh giác, để em bắt đầu em ngồi đúng cái vị trí của mình đó. Rồi đây là khi anh ta nhắn cho em như vậy mà ở trạng thái một người đàn ông chưa gặp mình thì mình vẫn phải nhẹ nhàng vui vẻ, nên vui vẻ trả lời và cũng nói cho anh ta biết là anh ơi có những ngày có những cái lúc em bận cho nên là nếu em không có trả lời được đừng giận nghe, vậy thôi. Và rồi những lúc nào anh ta nhắn mà em thật sự em bận em không trả lời, chứ nếu mà em trả lời mãi thì anh ta lại cảm giác thế này nè, nó làm gì bộ rảnh lắm mà ngồi chờ nhắn tin hay sao đó đó. Cho nên là, và cái đó là thật, là tại vì cuộc đời em bận rộn thật, còn nếu như em thật sự em ngồi em chờ anh ta thì tiêu thật rồi đó. Cho nên là nó là sao, nó là vậy thôi. Cho nên anh chỉ em cái tốt đẹp mà em không tốt đẹp thì em cũng không hành xử được như tốt đẹp, hiểu anh nói không? Cho nên bởi vậy mới nói mình là ai quyết định cái mình có, vì anh có tư vấn cho em, có chỉ cho em thì em cũng phải đúc ra cái phần chất thì em mới có cái phần hình, chứ giờ anh tư vấn cho em là bắt chước anh để trở thành cái người đó, em phải là người đó thì em mới được làm như vậy. Thì bây giờ trong cái tình huống của em á, là anh ta chỉ mới biết em, chưa gặp em, coi như cảm giác rung động hoàn toàn xác nhận là chưa có, chắc chắn là hiện tại là chưa có, gặp mới biết. Cho nên hiện tại những cái qua lại đó chỉ là những cái khách sáo thôi, những cái của một cô gái ở bến bến nước bên kia, còn cái anh này là anh ngồi bên đây anh hò, mà cô này là chưa bao giờ gặp mặt, ok, mà cô này là chưa bao giờ biết anh này, và anh này cũng chỉ là giống như là chưa nhìn được cô này luôn chứ đừng có mà hò, ok, đây là coi như là chưa chưa một người chưa gặp mặt. Anh nó giống như vậy nè, bữa nọ cái em ra bữa bờ sông em giặt đồ, cái em thấy có cái chai nổi lình bình, em thấy bên trong có cái lá thư, ok, cái em nghĩ là ô chắc của An Tim ngày xưa, An Tim ngày hôm xưa hồi xưa thả mấy cái đó rồi trái dưa rồi về, rồi bây giờ rồi có cái chai trong đó có cái thư, chắc là thư của An Tim ngày xưa, và mình nhiều khi mình tìm được cái di tích không, mở ra cái thấy con người ghi là anh ở đầu sông, ok, anh muốn làm quen với em một cô gái gì đó, thấy em cái gì không phải thấy mà là nghe nghe tiếng là em
đẹp ở khu này, là bà biết em giặt đồ cho nên nó thả cái lá thư này và mong gặp em. Cái em gặp, ok, cái em mới viết cái lá thư khác em bỏ vô, ok, em bỏ vô, cái em bỏ vô cái chai, em đợi nước mà nước nước ngược chiều á, tức là bữa đó là nước lớn, bây giờ là nước ròng. Bữa nước ròng nay, ủa nước ròng là cạn đúng rồi, nước lớn là lên, bữa nước lớn nó lên, nó nước nó trôi vô hướng em bây giờ hả, nước ròng cái em thả lại cái nó trôi 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 qua, cái anh chả nhận được, anh chả mở ra, cái anh chả đọc được cái thơ của em ghi là như nè: anh ơi, em chưa gặp mặt anh đó cho nên không biết gì hết, ok, nhiều khi anh là lùn quá, anh xấu em không biết cho nên là ok, anh nhắn em gì em cũng vui lắm nhưng mà hên xui nha, anh thả cái chai khác mà không tới ráng chịu hả. Mình không có cái gì hết, mình không có thể hiện là mình có tình cảm gì, mình chỉ coi đây là một người đàn ông mà có thể sẽ muốn gặp mình thôi, còn cái chuyện người ta có rung động hay không gặp sau khoảng vài lần mới biết. Cho nên em hỏi anh là có như vậy mình có nên tiếp tục nhắn tin và gọi điện không? Không có nên gọi nhiều quá, ok, hãy để cho anh ta tới tìm em, rồi sau khi anh ta tới tìm em rồi mới bắt đầu tính, ok, chứ không có nên gọi điện nhiều quá, tại vì em nhắn tin và gọi điện quá nhiều nó làm cho anh ta cảm giác là em giống như bị phụ thuộc. Và hình như đúng, anh cũng có cảm giác đã vậy rồi. Học chút kiến thức về hẹn hò đi em vào cái giai đoạn đó rồi mà em không có, hơi liều á. Ok, tiếp tục nè: anh ơi, em đã nói dối người yêu, sau khi chia tay em đã thú nhận sự thật với anh ấy nhưng em vẫn mặc cảm vì việc em nói dối đã làm anh đau nhiều, làm sao để anh tha thứ cho bản thân hả? Anh bản thân loạn thân em á. Anh ơi, em đã nói dối người yêu, sau khi chia tay em đã thú nhận sự thật với anh ấy nhưng em vẫn mặc cảm vì việc em nói dối đã làm anh đau nhiều, làm sao để tha thứ cho bản, làm sao để em tha thứ cho bản thân ha. Trời ơi em ơi, yêu thương bản thân em ơi, nếu mà em hỏi làm sao để tha thứ cho bản thân thì em đặt một câu hỏi rất hay, rất đúng, và nó nói lên một cái năng lực cơ bản nhất em chưa có. Một cái năng lực cơ bản nhất em chưa có là năng lực gọi là yêu thương bản thân, ok. Mình nên biết tha thứ cho mình, và để tha thứ được cho mình thì thứ nhất á, là mình phải biết là mình được, mình sai, mình sai đấy không phải là mình nên sai mà là mình được sai. Mình được sai là vì sao? Mình không hoàn hảo. Được sai đây không nghĩa là mình dung túng cho mình sai nha. Số bạn đi theo cái hướng cực đoan quá, nói anh Tuấn rồi, anh cổ xí anh chỉ người ta làm hiểu đúng mức dùng cái, tức là mình là người không hoàn hảo, mình là người chưa được tốt đẹp nhất, mình chưa là cái phiên bản tốt nhất, cho nên là mình sẽ sai, mình không muốn, mình hướng thiện nhưng mình sẽ sai. Và khi mình nghĩ tới đó được nha là mình đã bắt đầu biết yêu thương bản thân. Và khi em nghĩ tới đó, em cảm được tới đó, em đón nhận được tới đó, thì tự nhiên cái cảm giác tha thứ cho bản thân nó là hợp lý. Giống như là con em nó đãi nó phạm lỗi gì đó, nó nói: mẹ ơi, con làm bữa hôm qua ba kêu con nhờ con làm một cái gì đó, giả sử như là khiêng cái bịch đất cho ba con ra phía sau mà con khiêng không nổi, cái mẹ mới hỏi, em là mẹ em hỏi con bịch đất nhiêu, nó dạ khoảng chừng bốn mấy pound khoảng 20 kg. Cái em mới nhìn con em nó mới 4 tuổi, cái em nhìn nói: con ơi, 40 pound à, 40 pound à, con 4 tuổi con nặng 36 pound à, 36 pound tức là mười mấy kilo, con chưa khiêng nổi bịch đất đó, không sao mẹ tha lỗi cho con đó. Cái cảm giác đó khi em nhận ra là nó là vậy, nó là nó chưa hoàn hảo á, nó chưa khiêng nổi cái bịch đất đó, em tha lỗi cho nó được. Thì cũng giống như là mình yêu thương bản thân mình nhận ra là mình chưa hoàn hảo thì mình sẽ tha thứ cho bản thân mình được. Và đó là một cái năng lực nha. Có những người họ ghét bản thân họ tới mức mà bị, tại vì là dạo này anh có dịp anh làm việc với các bạn nữ về nỗi đau á, anh phỏng vấn và anh làm việc với các bạn á, anh nói thật chứ khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp đây là sao biết không? Khủng khiếp đây là cái con đường đến hạnh phúc của các bạn á, nó cần sự nghiêm túc, sự tập trung cao độ, chung đùa đâu. Có những bạn mà, có những bạn thì tương đối tốt hơn, không phải tất cả. Nhưng mà anh thấy ở phụ nữ một cái số lượng tỷ lệ khá cao á, là các bạn phải chịu đựng nhiều quá, các bạn không không nên như vậy, không nên bị như vậy. Đây cái câu hỏi của em đúng, làm sao tha thứ cho bản thân. Em ơi, em đã chia tay với người yêu của em, có nghĩa là mối quan hệ đó nó đã không đi đúng hướng, nó không được tốt đẹp. Và cái đó không phải lỗi một người, lỗi cả hai. Ok, tuy nhiên mình là phần của mình có trách nhiệm, và cái đó nó là một cái nỗi đau của em. Có thể em không tha thứ cho bản thân là vì em đau vì mối quan hệ, chứ không phải, tức là em không phải đau vì mình có lỗi mà em đau vì em bị mất cái mối quan hệ, có thể là nó như vậy. Và em hiểu lầm cái cảm giác đó, em hiểu lầm cái cảm giác đó là mình trách mình là mình đã có lỗi, thực ra em trách mình vì mình để làm hư mối quan hệ, có thể là vậy. Em ơi, mình không bao mình không mình luôn tha thứ cho mình, nó là vậy, mình luôn
Em mà không tha cho em thì đời này ai tha cho em, đúng không? Mình mà không yêu mình thì ai yêu mình? Người không vì mình. Làm lại cái nữa ha. Người không vì mình. Đó. Hiểu chưa? Đó là một cái năng lực phải tập á, chứ không phải là đùa đâu. Chứ không phải là mình tự nhiên có đâu, phải biết yêu thương bản thân. Có bao nhiêu người nghe yêu thương bản thân ai cũng thấy nó dễ hiểu, nhưng mà khi suy nghĩ kỹ đặt câu hỏi là làm gì là yêu thương bản thân thì bắt đầu có đâu. Ủa là sao? Tức là yêu thương bản thân thì thôi, ai không yêu thương bản thân, tức yêu thương bản thân là ai không biết. Vậy yêu thương bản thân là gì? Thì bắt đầu là ok, trang điểm, quần áo đẹp, đúng chứ không phải không đúng, nhưng mà họ sót một cái phần rất quan trọng lớn luôn. Ok, tiếp tục đi anh Tuấn ơi. Khi nói tới khi nói chuyện em nói đến em muốn đi xem đèn Giáng sinh tháng 12 này, thì người đàn ông nói câu này: nếu tới lúc đó em còn muốn quen anh thì dẫn em đi. Ý nghĩa câu này là sao? Có phải anh chưa chắc quen đến đó không? Và khi người đàn ông này đang có bạn gái mà anh ta có nhiều, quá nhiều thời gian rảnh vì mùa dịch thì sẽ đi tìm người phụ nữ khác không anh? Em cảm ơn anh. Anh mong là anh ta nói đùa, nhưng mà nếu mà thừa cái đùa này đó là thứ nhất là anh mong là anh ta nói đùa, tuy nhiên cái câu này khả năng nói đùa cũng có cao á, là tại vì cái đùa này nó tổn thương á, cho nên nó không phải là cái cách đùa mà thông thường, cho nên là anh mong là đùa nhưng mà anh thấy khó là đùa. Nếu tới lúc đó em còn muốn quen anh thì dẫn em đi. Ý nghĩa câu này là sao? Nó là y như vậy chứ chẳng có ý nghĩa gì. Nó là đen luôn á, chứ nó không có bóng ở trong đó, nó là nghĩa đen á. Cho đó là em hỏi ý nghĩa thì nó sao, nó là vậy, tức là anh ta không, anh ta nghĩ có thể tới đó không còn quen em nữa. Có nghĩa là cái cảm giác trong anh ta đó, anh ta nói là em có còn muốn quen hay không, nhưng mà thực ra nó nói là cái cảm giác trong anh ta, chứ không phải là em quyết. Tức là anh ta không tin là anh ta sẽ quen em tới đó, có nghĩa là cái cảm giác của anh ta nó không đủ nồng nàn, anh ta không cảm giác hứng thú đủ á, tức là cái cảm giác yêu anh ta không có, không xảy ra. Có phải chưa chắc quen đến lúc đó không? Và khi người đàn ông đang có bạn gái mà anh ta có quá nhiều thời gian rảnh vì mùa dịch, cái yếu tố anh ta có nhiều thời gian rảnh vì mùa dịch nó chẳng ăn nhậu gì tới cái tình cảm của anh ta đó. Ok, cái đó là về hành xử, đúng hơn là về thời gian rảnh. Ok, thì em hỏi anh về cái đó, anh rất tiếc là cái câu trả lời của anh cho em nó không được đi theo hướng tích cực, là tại vì anh chỉ trả lời cái mà anh thấy, anh nhận thấy. Khi mình có kiến thức về hẹn hò dẫn dắt được mối quan hệ, đương nhiên khi mình có kiến thức thì mình luôn dẫn dắt được, không phải chỉ mối quan hệ mà trong cuộc sống, trong lĩnh vực nào mà mình có kiến thức lĩnh vực đó thì mình đều dẫn dắt được những cái sự kiện, những cái sự việc trong lĩnh vực đó được tốt đẹp. Nếu em là một kỹ sư cơ khí, em có kiến thức về cơ khí thì em sẽ dẫn dắt được cái việc em làm về cơ khí được tốt đẹp. Nếu em chuyên về em có kiến thức về hội họa thì em sẽ dẫn dắt những cái việc trong hội họa em được tốt đẹp. Nếu em có kiến thức về nấu nướng thì em sẽ dẫn dắt những cái việc liên quan tới nấu nướng được tốt đẹp. Đơn giản vậy thôi. Ok. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó là hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.